đưa hành giả đến vô thượng bồ đề, ví như người qua sông phải mượn bè để bơi qua bờ bên kia vậy. Phật lại nói, nhân duyên Bồ Tát chưa cúng dường chư Phật, chưa thân cận chư thiện trí thức thì chẳng thể được nhất thiết chủng trí, dù có trồng thiện căn nhưng đó chẳng phải là quý, chỉ có vô thượng bồ đề mới là quý. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, Bồ Tát cúng dường chư Phật, thân cận chư thiện tri thức như thế nào mới được nhất thiết chủng trí? Phật dạy, Bồ Tát từ sơ phát tâm đã cúng dường chư Phật, đã thân cận chư thiện tri thức, thường nghe chư Phật thuyết 12 bộ kinh, khi nghe xong liền thọ trì đọc tụng, tư duy quán chiếu rõ ràng nên được căn trí càng thêm lanh lợi. Do điệu nghĩa nên được các đà la ni, do được các đà la ni mà nghe rồi chẳng có quên sót, được vốn vô ngại trí, vì chúng sanh thuyết pháp là lợi ích cho chúng sanh. Các đà la ni nêu trên đây gồm có văn trì đà la ni, chư pháp thật tướng đà la ni. Bồ Tát do thường thọ trì đọc tụng tránh ước niệm các kinh pháp nên được văn trì đà la ni, do thông đạt nghĩa lý trong kinh nên được chư pháp thật tướng đà la ni. Bồ Tát được hai đà la ni này nên được vô ngại trí huệ. Hỏi, nếu Bồ Tát đã được vô ngại trí thì so với Phật chẳng có gì khác, vì sao chẳng được gọi là Phật? Đáp, vô ngại trí phải được hiểu theo hai nghĩa, đó là chân vô ngại trí, danh tự vô ngại trí. Chỉ có Phật là đầy đủ chân vô ngại trí, chư thánh phải tùy theo chỗ hành pháp mà được vô ngại trí. Bồ Tát do nhân duyên thường thọ trì đọc tụng kinh điển mà sanh vào chỗ nào cũng được vô ngại trí, chẳng bao giờ quên sót. Vì sao? Vì Bồ Tát do thường trì tụng kinh điển mà phiền não mỏng dần, do được các thiện căn hộ niệm nên chẳng bị đọa vào đường ác, chẳng bị các ách nạn, do có được thiện căn công đức nên được thâm tâm thanh tịnh, do được thâm tâm thanh tịnh nên thường từ ái niệm chúng sanh, xem người thân kẻ oán bình đẳng, do có phước đức trí huệ đầy đủ nên các phiền não chẳng sanh, khiến thiện tâm tăng trưởng. Bồ Tát thâm tâm thường xót chúng sanh nên đối với hết thảy chúng sanh thường khởi tâm từ bi hỷ xả nhằm cứu độ chúng sanh, ở nơi rốt ráo không tâm dẫn đến ở nơi Phật cũng chẳng sanh Phật tưởng, chẳng sanh Niết Bàn tưởng. Như vậy gọi là được thâm tâm thành tịnh. Do được thâm tâm thành tịnh nên những lời giáo hóa của Bồ Tát đều được chúng sanh tín tọ. Do thành tựu chúng sanh như vậy nên Bồ Tát thanh tịnh Phật độ, như trong kinh Duy Ma Cật ở phẩm Phật Quốc, Phật nói: chúng sanh tịnh nên thế giới tịnh, người được các thiện căn hộ trì thường chẳng ly trừ Phật, trừ Bồ Tát, trừ A La Hán và những bậc chân thiện trí thức, lại thường tán thán ba ngôi tam bảo. Cho nên Phật dạy, Bồ Tát thường phải thường cúng dường chư Phật, gieo trồng thiện căn, thân cận trừ thiện trí thức. Vì sao? Vì người bệnh phải cần đến thầy giỏi thuốc hay, người thăm nuôi chu đáo mới chóng lành bệnh. Cũng như vậy đối với Bồ Tát thì Phật là đấng y phương, thiện căn là linh dược, thiện tri thức là người thường gần gũi rất dịu. Bồ Tát phải thường cúng dường chư Phật, gieo trồng thiện căn, thân cận chư thiện tri thức mới tận diệt trừ được các phiền não, mới làm được những việc lợi ích cho chúng sanh. Phẩm thứ 7-13, trùng thiện căn, gieo trồng căn lành. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát chẳng cúng dường chư Phật, chẳng trồng thiện căn, chẳng thân cận chư thiện tri thức thì có được nhất thiết chủng trí chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát cúng dường chư Phật, gieo trồng thiện căn, thân cận chư thiện tri thức còn khó được nhất thiết chủng trí, huống nữa là chẳng cúng dường chư Phật, chẳng trồng thiện căn, chẳng thân cận chư thiện tri thức. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao có trường hợp Bồ Tát cúng dường chư Phật, gieo trồng thiện căn, thân cận chư thiện tri thức mà lại khó được nhất thiết chủng trí? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, đây là hạng Bồ Tát chẳng theo Phật nghe pháp, chẳng có đầy đủ thiện căn, chẳng nghe theo lời chỉ dạy của thiện tri thức nên chẳng có được các lực phương tiện. Vì sao giải các lực phương tiện mà chẳng được nhất thiết chủng trí? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là những lực phương tiện mà Bồ Tát phải hành theo để được nhất thiết chủng trí? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, từ sơ phát tâm, Bồ Tát hành đàm ba la mật đúng theo tác bản nhã tâm, khi cúng dường chư Phật, chư bích chi Phật, chư thanh văn, cũng như khi bố thí cho các loài chúng sanh, Bồ Tát chẳng sanh tưởng, có người cho, có người nhận, có tài vật đem cho.
Vì sao vị Bồ Tát quán các pháp đều là tự tướng không, đều chẳng có sanh tướng, chẳng có định tướng, chẳng có chuyển tướng, nhập vào thật tướng pháp là nơi chẳng có tác tướng, chẳng có khởi tướng. Bồ Tát dùng các lực phương tiện như vậy mà tăng trưởng thiện căn, hành đàn ba la mật, thành tịnh Phật độ, thành tựu chúng sanh. Khi hành bố thí, Bồ Tát chẳng thọ quả báo thế gian mà chỉ vì muốn cứu độ chúng sanh, như vậy gọi là hành đàn ba la mật. Lại, này Tu Bồ Đà, từ sơ phát tâm, Bồ Tát hành thi la ba la mật đúng theo tát bài đa tâm. Khi trì giới, Bồ Tát chẳng niệm dầm nộ si, cũng chẳng bị phiền não trói buộc, chẳng phá đạo pháp, chẳng khởi san tham sân nhuế, chẳng giải đãi, chẳng kiều mạn, lại cũng chẳng lạc về thanh văn và bích chi Phật địa. Vì sao? Vì Bồ Tát quán các pháp đều là tự tướng không, đều chẳng có sanh tướng, chẳng có định tướng, chẳng có chuyển tướng. Nhập vào thật tướng pháp là nơi chẳng có tác tướng, chẳng có khởi tướng. Bồ Tát dùng các lực phương tiện như vậy mà tăng trưởng thiện căn, hành thi la ba la mật, thành tịnh Phật độ, thành tựu chúng sanh. Khi hành trì giới, Bồ Tát chẳng thọ quả báo thế gian mà chỉ vì muốn cứu độ chúng sanh, như vậy gọi là hành thi ba la mật. Lại, này Tu Bồ Đề, từ sơ phát tâm, Bồ Tát hành giảng đề ba la mật theo đúng tát bản nhã tâm, do thành tựu được các lực phương tiện, mà ở nơi kiến đế đạo, tư duy đạo, Bồ Tát chẳng có thủ chứng các quả tu đà hoàn, tu đà hàm, a na hàm và a la hán. Vì sao? Vì Bồ Tát quán các pháp đều là tự tướng không, đều chẳng có sanh tướng, chẳng có định tướng, chẳng có chuyển tướng. Bồ Tát tuy hành các pháp trợ đạo, mà chẳng bị lạc về thanh văn và bích chi Phật địa. Như vậy gọi là Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn. Lại, này Tu Bồ Đề, từ sơ phát tâm, Bồ Tát hành tỳ lê gia ba la mật đúng theo tát bản nhã tâm, vào sơ thiền dẫn đến đệ tứ thiền, vào bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, mà chẳng thọ quả báo thế gian. Vì sao? Vì do thành tựu được các lực phương tiện mà Bồ Tát biết rõ các thiền định đều là tự tướng không, chẳng có sanh tướng, chẳng có định tướng, chẳng có chuyển tướng. Bồ Tát tinh tấn thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng sanh, nhưng chẳng thọ quả báo thế gian mà chỉ vì muốn cứu độ chúng sanh, như vậy gọi là Bồ Tát hành tỳ lê gia ba la mật. Lại, này Tu Bồ Đề, từ sơ phát tâm, Bồ Tát hành thiền ba la mật đúng theo tát bản nhã tâm, vào tám bối xả, chín thứ đệ định, chẳng thủ chứng các quả tu đà hoàn, tu đà hàm, a na hàm và a la hán. Vì sao? Vì do thành tựu được các lực phương tiện mà Bồ Tát biết rõ các pháp đều là tự tướng không, đều chẳng có sanh tướng, chẳng có định tướng, chẳng có chuyển tướng. Lại, này Tu Bồ Đề, từ sơ phát tâm, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đúng theo tát bản nhã tâm, học 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, đại từ đại bi, 18 bất cộng pháp, dẫn đến chưa được nhất thiết trùng trí, chưa thanh tịnh Phật độ, chưa thành tựu chúng sanh, mà trong khoảng giữa đó vẫn thường tu học như vậy. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ các pháp đều là tự tướng không, đều chẳng có sanh tướng, chẳng có định tướng, chẳng có chuyển tướng. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải hành bát nhã ba la mật mà chẳng thọ các quả báo phước lạc như vậy. Luận hỏi: vì sao ngài Tu Bồ Đề nêu lên câu hỏi người chẳng cúng dường chư Phật, chẳng gieo trồng thiện căn, chẳng thân cận chư thiện tri thức có được nhất thiết trùng trí chăng? Đáp: vì trong chúng hội có người khởi tâm nghi, có người nghi rằng các pháp đều là vô sở hữu, thì việc trồng thiện căn hay chẳng trồng thiện căn chẳng có gì sai khác nhau cả. Lại có người nghi rằng được bát nhã ba la mật là do tu tập nhiều pháp môn, chẳng phải chỉ do trồng thiện căn mà được vậy. Bởi các nhân duyên ấy nên ngài Tu Bồ Đề phải hỏi Phật như trên. Phật đáp: người có cúng dường chư Phật, có gieo trồng thiện căn, có thân cận chư thiện tri thức, mà còn có được nhất thiết trùng trí, huống nữa là người chẳng làm các hạnh đó. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: vào nơi rốt ráo không thì chẳng còn có phước có tội nữa, như vậy vì sao nói tu phước mới được quả Phật? Phật dạy: nói có phước mới được quả Phật là nói theo thế đế, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế. Ngài Tu Bồ Đề sợ chúng sanh chấp vô sở hữu nên mới hỏi Phật như trên. Và Phật lại dùng chỗ chẳng chấp mà đáp lại: tinh tấn tu phước còn chẳng được, huống nữa là chẳng tu phước. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: có cúng dường có bố thí mà sao chẳng thọ quả báo? Phật dạy: dù cúng dường chư Phật, bố thí cho chúng sanh, gieo trồng thiện căn, thân cận chư thiện tri thức mà xa lìa các lực phương tiện bát nhã ba la mật thì chẳng có thể được nhất thiết trùng trí. Vì nếu xa lìa các lực phương tiện thì dù thấy Phật cũng chẳng sao có thể thấy được pháp thân Phật, dù có trồng thiện căn thì cũng chẳng được bao nhiêu, dù có ở gần bên thiện tri thức cũng chẳng được lợi ích gì.
Từ sơ phát tâm, Bồ Tát phải tu cả hai tâm hữu và vô. Khi hành bố thí phải dùng hữu tâm, vì bố thí phát xuất từ lòng đại bi thương xót chúng sanh. Thế nhưng khi cúng dường chư Phật cũng như khi bố thí cho chúng sanh không, Bồ Tát chẳng nên khởi ba tưởng về người cho, người thọ và tài vật đem cho, nên lại phải dùng vô tâm. Vì sao? Vì Bồ Tát phải ở nơi bình đẳng tâm mới có thể hành bố thí ba la mật. Bồ Tát phải biết rõ hết thầy Pháp đều là tự tướng không. Từ trước đến nay vốn chẳng có sanh tướng, chẳng có định tướng, chẳng có chuyển tướng. Bồ Tát an trú trong như, quán như nên vào được nơi thật tướng Pháp, là nơi chẳng có tác tướng, chẳng có khởi tướng vậy. Vì biết rõ như vậy nên Bồ Tát chẳng sanh cao tâm, chẳng có hư vọng chấp các Pháp tướng vậy. Như vậy gọi là lực phương tiện của Bồ Tát. Do có các lực phương tiện như vậy, nên Bồ Tát thường xa lìa các bất thiện căn, thường tăng ích các thiện căn, giáo hóa chúng sanh, thanh tịnh Phật độ. Bồ Tát làm các việc bố thí, dù nhiều dù ít, cũng chẳng bao giờ thọ các quả báo thế gian, mà chỉ muốn cứu độ chúng sanh. Bồ Tát nghĩ rằng đời trước ta chẳng hành thâm phước đức, nên đời nay ta phải hành bố thí ba la mật, rộng bố thí cho chúng sanh. Khi ta có được quả nhất thiết chủng trí rồi, ta mới có thể làm đầy đủ các việc lợi ích cho vô lượng chúng sanh, khiến họ được nhiều lợi lạc ở đời này và cả ở đời sau. Bồ Tát có cúng dường chư Phật, có gieo trồng thiện căn, có thân cận chư thiện tri thức, mà chẳng tu các lực phương tiện bát nhã ba la mật thì chẳng có thể được nhất thiết chủng trí. Hướng nữa là chẳng cúng dường chư Phật, chẳng gieo trồng thiện căn, chẳng thân cận chư thiện tri thức, tu năm ba la mật kia cũng là như vậy. Hết quyển 85. Luận Đại Trí Độ, quyển 86. Phẩm thứ 74, Biến Học, Khắp Học. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát thành tựu đại huệ, hành thập thâm pháp mà chẳng thọ quả báo chăng? Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát thành tựu đại trí huệ, hành thập thâm pháp mà chẳng thọ quả báo. Vì sao? Vì ở nơi các pháp tánh, Bồ Tát thường bất động. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát bất động ở nơi các pháp tánh gì? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát bất động ở nơi tánh vô sở hữu, Bồ Tát bất động ở nơi tánh sắc dẫn đến tánh thức, bất động ở nơi tánh đàn ba la mật dẫn đến tánh bát nhã ba la mật, bất động ở nơi tánh bốn thiền, tánh bốn vô lược tâm, tánh bốn vô xác định, bất động ở nơi tánh bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, bất động ở nơi tánh ba tam muội không vô tướng và vô tác, bất động ở nơi đại từ đại bi. Vì sao? Vì các pháp tánh đó đều là vô sở hữu. Này Tu Bồ Đề, pháp vô sở hữu chẳng thể được pháp vô sở hữu. Này Tu Bồ Đề, pháp vô sở hữu chẳng thể được pháp sở hữu. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, pháp sở hữu có thể được pháp sở hữu chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng được vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, pháp sở hữu có thể được pháp vô sở hữu chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng được vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, pháp vô sở hữu có thể được pháp vô sở hữu chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng được vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu pháp vô sở hữu chẳng có thể được pháp sở hữu, pháp sở hữu chẳng có thể được pháp sở hữu, pháp sở hữu chẳng có thể được pháp vô sở hữu, pháp vô sở hữu chẳng có thể được pháp vô sở hữu, thì Thế Tôn chẳng có được đạo hay sao? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, có được đạo mà chẳng phải do các sự kiện nêu trong bốn câu trên đây. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, làm sao đắc quả Phật mà nói chẳng phải sở hữu, chẳng phải vô sở hữu? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng phải sở hữu, chẳng phải vô sở hữu, chẳng có các hí luận mới gọi là được đạo. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là hí luận của Bồ Tát? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát quan niệm sắc thường hay vô thường dẫn đến quan niệm thức thường hay vô thường là hí luận. Quan niệm sắc khổ hay lạc dẫn đến quan niệm thức khổ hay lạc là hí luận. Quan niệm sắc ngã hay vô ngã dẫn đến quan niệm thức ngã hay vô ngã là hí luận. Quan niệm sắc tịch diệt hay chẳng tịch diệt là hí luận. Quan niệm có khổ thánh đế nên biết, có tập thánh đế nên đoạn, có diệt thánh đế nên chứng, có đạo thánh đế nên tu đều là hí luận. Quan niệm phải tu bốn niệm xứ dẫn đến phải tu tám thánh đạo đều là hí luận. Quan niệm phải tu ba giải thoát môn không vô tướng và vô tác đều là hí luận.
Quan niệm phải tu 8 bối xả, 9 thứ đệ định đều là hỷ luận. Quan niệm phải vượt qua 4 quả thanh văn, quả bích chi Phật đều là hỷ luận. Quan niệm phải đầy đủ 10 địa Bồ Tát là hỷ luận. Quan niệm phải nhập Bồ Tát vị là hỷ luận. Quan niệm phải thanh tịnh Phật độ, phải thành tựu chúng sanh đều là hỷ luận. Quan niệm phải sanh 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 bước cộng pháp đều là hỷ luận. Quan niệm phải được nhất thiết chủng trí là hỷ luận. Quan niệm phải tận đoạn phiền não tập khí cũng là hỷ luận. Này tu Bồ Đà, khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát thấy thường, sắc thường hay vô thường đều là chẳng có thể hỷ luận được, nên chẳng có hỷ luận dẫn đến thấy nhất thiết chủng trí thường hay vô thường đều chẳng có thể hỷ luận nên chẳng có hỷ luận. Vì sao? Vì tánh chẳng hỷ luận, tánh vô tánh chẳng hỷ luận vô tánh. Lại nữa, rời tánh và vô tánh ra thì chẳng có pháp gì có thể đắc, cũng chẳng có người hỷ luận, chẳng có pháp hỷ luận, chẳng có chỗ hỷ luận. Bởi vậy nên giác dẫn đến nhất thiết chủng trí đều chẳng hỷ luận được. Như vậy này tu Bồ Đề, Bồ Tát nên hành vô hỷ luận bát nhã ba la mật. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao sắc chẳng thể hỷ luận được, dẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng thể hỷ luận được? Phật dạy, này tu Bồ Đề, vì sắc là tánh không, dẫn đến nhất thiết chủng trí là tánh không. Nếu pháp là tánh không, thì pháp chẳng thể hỷ luận được. Bởi vậy nên sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí đều chẳng thể hỷ luận được. Này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát hành được vô hỷ luận bát nhã ba la mật như vậy, thì liền vào được Bồ Tát vị. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu các pháp đều là vô sở hữu tánh, thì Bồ Tát hành pháp gì mà được Bồ Tát vị? Phật dạy, này tu Bồ Đề, chẳng dùng thanh văn đạo, chẳng dùng bích chi Phật đạo, dẫn đến chẳng dùng Phật đạo mà vào được Bồ Tát vị. Bồ Tát phải khắp học các đạo trước đã, rồi sau mới vào được Bồ Tát vị. Ví như người tu thanh văn, trước học các đạo rồi sau mới vào chánh vị. Trước khi được quả, phải danh đạo dẫn đến quả. Cũng như vậy, Bồ Tát phải khắp học các đạo trước đã, rồi sau mới vào Bồ Tát vị. Khi chưa được nhất thiết chủng trí, Bồ Tát phải sanh kim cang tam muội. Lúc bấy giờ chỉ dùng nhất niệm tương ưng huệ đã được nhất thiết chủng trí. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, các đạo đều sai khác nhau. Vì sao Bồ Tát phải khắp học các đạo rồi mới vào Bồ Tát vị? Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát học khắp các đạo rồi mới vào Bồ Tát vị, thì khi sanh kiến đạo phải làm tu đà hoàn, khi sanh tư duy đạo phải làm tư đà hàm, ana hàm, a la hán, khi sanh bích chi Phật đạo phải làm bích chi Phật. Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát phải vào trong các đạo rồi mới vào Bồ Tát vị thì thật là vô lý. Nếu Bồ Tát chẳng vào Bồ Tát vị mà được nhất thiết chủng trí thì cũng thật là vô lý. Nếu Bồ Tát phải làm tu đà hoàn dẫn đến bích chi Phật rồi mới vào Bồ Tát vị thì thật là vô lý. Nếu Bồ Tát chẳng vào Bồ Tát vị mà được nhất thiết chủng trí thì cũng thật là vô lý vậy. Bạch Thế Tôn, còn làm sao biết được Bồ Tát khắp học các đạo rồi vào Bồ Tát vị? Phật dạy, đúng như vậy, đúng như vậy. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát làm tu đà hoàn dẫn đến làm bích chi Phật rồi mới vào Bồ Tát vị là chẳng thể có vậy. Bồ Tát chẳng vào Bồ Tát vị mà vẫn được nhất thiết chủng trí cũng là chẳng thể có vậy. Này tu Bồ Đề, từ sơ phát tâm Bồ Tát đã phải dùng trí quán vượt qua 8 địa sau đây: cản huệ địa, tánh địa, nhập nhân địa, kiến địa, bạc địa, ly dục địa, dĩ biện địa và bích chi Phật địa. Sau đó Bồ Tát dùng đạo chủng trí mà vào Bồ Tát vị. Sau khi đã vào Bồ Tát vị rồi, Bồ Tát lại dùng nhất thiết chủng trí để tận đoạn hết thảy phiền não tập khí. Này tu Bồ Đề, tất cả 8 hạng người tín hành và pháp hành, người được quả tu đạo hoàn dẫn đến A La Hán hoặc trí hoặc đoạn, người được quả bích chi Phật hoặc trí hoặc đoạn đều là Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn. Như vậy Bồ Tát học thanh văn đạo, bích chi Phật đạo, dùng đạo trùng trí mà vào Bồ Tát vị. Vào Bồ Tát vị rồi, Bồ Tát lại dùng nhất thiết trùng trí để đoạn trừ các phiền não tập khí mà được Phật đạo. Như vậy, này tu Bồ Đề, Bồ Tát phải khắp học đầy đủ các đạo mới được vô thượng Bồ Đề. Được vô thượng Bồ Đề rồi mới làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn dạy thì đây là thanh văn đạo, bích chi Phật đạo và Phật đạo. Như vậy, thế nào là đạo trùng trí của Bồ Tát? Phật dạy, này tu Bồ Đề, Bồ Tát phải sanh hết thảy đạo trùng tịnh trí. Thế nào là đạo trùng tịnh trí? Này tu Bồ Đề, đó là tướng mạo có thể hiện bày được của các pháp
mà Bồ Tát phải tránh biết, tránh tu, rồi lại phải vì chúng sanh diễn nói khai thị, khiến họ được rõ. Bồ Tát phải biết rõ tất cả âm thanh ngữ ngôn, rồi lại phải dùng các âm thanh đó để thuyết pháp vang khắp cả 3.000 đại thiên thế giới. Này tu Bồ Đề, phải nên trước hết Bồ Tát phải học hết thảy đạo trí, phải phân biệt thầm tầm của chúng sanh, phải biết rõ chúng sanh ở trong các đạo địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, phải biết rõ nhân và quả địa ngục, nhân và quả ngạ quỷ, nhân và quả súc sanh. Bồ Tát lại phải biết rõ các đạo dòng dạ xoa, cả thát bà, atula, cà lầu la, khẩn na la, ma hầu la già, về nhân và về quả, phải biết rõ đạo trời, đạo người, về nhân và về quả. Bồ Tát lại phải biết rõ bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, về nhân và về quả. Phải biết rõ ba giải thoát môn không vô tướng và vô tác, về nhân và về quả. Phải biết rõ 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngạ trí, 18 bất cộng pháp, đại từ đại bi, về nhân và về quả. Bồ Tát dùng đạo trùng trí đưa chúng sanh vào 4 quả thanh văn, vào đạo bích chi Phật và đạo vô thượng Bồ Đề. Này tu Bồ Đề, như vậy gọi là Bồ Tát thanh tịnh đạo trùng trí. Bồ Tát học đạo trùng trí như vậy rồi, lại quán thâm tâm của chúng sanh, để tùy theo từng đối tượng chúng sanh mà thuyết pháp, khiến lời nói ra đúng chỗ, chẳng có hư dối. Vì sao? Vì Bồ Tát khéo biết căn tánh của chúng sanh, khéo biết các tâm và thâm sở pháp, dẫn chúng sanh vào trong sanh tử. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát phải như vậy, mà hành Bát Nhã Ba La Mật cũng phải như vậy, mà hành Thanh Văn Đạo và Bích Chi Phật Đạo. Vì sao? Vì hết thảy các pháp trợ đạo đều nhập vào trong Bát Nhã Ba La Mật. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu bốn niệm xứ dẫn đến vô thượng Bồ Đề đều chẳng hợp chẳng tan, chẳng có sắc vô sắc, chẳng có hình vô hình, là chẳng có đối vô đối, đều là một tướng nhất tướng, là chẳng có tướng vô tướng, thì Bồ Tát hành các pháp trợ đạo đó làm sao có thể đến được vô thượng Bồ Đề? Bạch Thế Tôn, pháp chẳng hợp chẳng tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, chẳng có tướng như vậy là pháp chẳng thể thủ, vô thủ, chẳng thể xả, vô xả, ví như hư không, chẳng thể thủ, chẳng thể xả vậy. Phật dạy, đúng như vậy, đúng như vậy. Này tu Bồ Đề, các pháp đều là tự tướng không, nên là chẳng thể thủ, chẳng thể xả. Vì có nhiều chúng sanh chẳng biết như vậy, nên phải vì họ khai thị để họ biết rằng tu các pháp trợ đạo cũng đến được vô thượng Bồ Đề. Này tu Bồ Đề, sắc dẫn đến thức, đàn ba la mật dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật, nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô xác định, bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, ba giải thoát môn, tám bối xả, chín thứ đệ định, 10 Phật lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ đại bi dẫn đến nhất thiết chủng trí đều bình đẳng. Tất cả các thánh pháp đó đều chẳng hợp chẳng tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, đều chỉ là một tướng nhất tướng, là chẳng có tướng, vô tướng. Vì ý theo thế tục mà phải nói ra tất cả các pháp đó, chẳng phải là đệ nhất nghĩa vậy. Này tu Bồ Đề, ở nơi các pháp, Bồ Tát phải dùng trí huệ để như thật thấy biết mà học. Học như vậy rồi, lại phải vì chúng sanh phân biệt rõ, giúp họ biết được chỗ dụng pháp thích hợp, chỗ nên dùng, chỗ chẳng nên dùng. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, những pháp gì Bồ Tát phân biệt là nên dùng, những pháp gì Bồ Tát phân biệt là chẳng nên dùng. Phật dạy, này tu Bồ Đề, Bồ Tát phân biệt pháp thanh văn, pháp bích chi Phật để biết mà chẳng nên dùng, phân biệt pháp nhất thiết chủng trí để biết và nên dùng. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát phải học Bát Nhã Ba La Mật để phân biệt các pháp. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, những pháp gì gọi là thánh pháp, vì sao gọi là thánh pháp? Phật dạy, này tu Bồ Đề, đó là các pháp của Nhị Thừa và Bồ Tát Thừa, trừ thanh văn, trừ bích chi Phật, trừ Bồ Tát và chư Phật, ở nơi tham sân si, mạn nghi, ác kiến, đều chẳng hợp chẳng tan, ở nơi dục nhiễm, sắc nhiễm, vô sắc nhiễm, đều chẳng hợp chẳng tan, ở nơi tán loạn vô minh, đều chẳng hợp chẳng tan, ở nơi bốn thiện, bốn vô lượng tâm, bốn vô xác định, đều chẳng hợp chẳng tan, ở nơi bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, đều chẳng hợp chẳng tan, ở nơi hết thảy các thiện pháp khác cũng đều chẳng hợp chẳng tan. Vì sao? Vì hết thảy các sắc đó đều là vô sắc, vô hình, vô đối, đều là nhất tướng, là vô tướng. Pháp vô sắc chẳng có thể cùng với pháp vô sắc hợp hay tan. Pháp vô hình chẳng có thể cùng với pháp vô hình hợp hay tan. Pháp vô đối chẳng có thể cùng với pháp vô đối hợp hay tan.
Pháp Nhất Tướng chẳng có thể cùng với Pháp Nhất Tướng hợp hay tan, Pháp Vô Tướng chẳng có thể cùng với Pháp Vô Tướng hợp hay tan. Này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật là vô sắc, là vô hình, là vô đối, là nhất tướng, là vô tướng. Bồ Tát phải nên học như vậy, học như vậy rồi sẽ chẳng còn chấp tướng nữa. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát chẳng học tướng của sắc dẫn đến thức, của nhãn dẫn đến ý, của sắc dẫn đến pháp, của địa trùng dẫn đến thức trùng hay sao? Bồ Tát chẳng học tướng của đảm ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, của nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không hay sao? Bồ Tát chẳng học tướng của bốn thiền, của bốn vô lượng tâm, của bốn vô sắc định hay sao? Bồ Tát chẳng học tướng của bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo hay sao? Bồ Tát chẳng học tướng của ba tam muội không vô tướng và vô tác hay sao? Bồ Tát chẳng học tướng của tám bối xả, của chín thứ đệ định hay sao? Bồ Tát chẳng học tướng của mười Phật lực, của bốn vô sở úy, của bốn vô ngại trí, của 18 bất cộng pháp dẫn đến tướng của đại từ, của đại bi hay sao? Bồ Tát chẳng học tướng của bốn thánh đế, của 12 nhân duyên hay sao? Bồ Tát chẳng học tướng của hữu phi tánh và vô phi tánh hay sao? Bạch Thế Tôn, nếu chẳng học các pháp tướng thì Bồ Tát làm sao biết được các pháp, làm sao vượt qua hàng thanh văn và bích chi Phật, làm sao vào được Bồ Tát vị, làm sao đến được nhất thiết chủng trí, làm sao chuyển pháp luân? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, nếu các pháp thật sự có tướng thì Bồ Tát nên học các tướng đó. Vì thật tướng của các pháp là vô sắc, vô hình, vô đối, là nhất tướng, là vô tướng. Nên Bồ Tát chẳng học tướng, chẳng học vô tướng vậy. Vì sao? Vì dù có Phật hay chẳng có Phật thì các pháp vẫn là tướng duy nhất, vẫn là tánh thường trú. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu các pháp chẳng có tướng, chẳng phải chẳng có tướng thì Bồ Tát làm sao tu học Bát Nhã Ba La Mật? Nếu chẳng tu học Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng vượt qua được hàng thanh văn và bích chi Phật. Nếu chẳng vượt qua hàng thanh văn và bích chi Phật thì chẳng vào được Bồ Tát vị. Nếu chẳng vào được Bồ Tát vị thì chẳng được vô sanh pháp nhẫn. Nếu chẳng được vô sanh pháp nhẫn thì chẳng được các thần thông. Nếu chẳng được các thần thông thì chẳng thể thanh tịnh Phật độ thành tựu chúng sanh. Nếu chẳng thanh tịnh Phật độ thành tựu chúng sanh thì chẳng thể được nhất thiết chủng trí. Nếu chẳng được nhất thiết chủng trí thì chẳng thể chuyển pháp luân. Nếu chẳng chuyển pháp luân thì chẳng thể dùng bát thừa đạo giáo hóa chúng sanh khiến họ được các quả Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật dẫn đến vô thượng Bồ Đề. Phật dạy, đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, các pháp đều là vô tướng, chẳng phải một cũng chẳng phải khác. Bởi vậy nên tu vô tướng là tu Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, như thế nào mà gọi là tu vô tướng, là tu Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, tu các pháp họa là tu Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, như thế nào mà gọi tu các pháp họa là tu Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, tu sắc họa dẫn đến thức họa, tu nhãn họa dẫn đến ý họa, tu sắc họa dẫn đến pháp họa là tu Bát Nhã Ba La Mật. Tu bốn thiền họa, tu bốn vô lượng tâm họa là tu Bát Nhã Ba La Mật. Tu bốn niệm xứ họa dẫn đến tám thánh đạo họa là tu Bát Nhã Ba La Mật. Tu ba tam muội họa, tám bối xả họa, chín thứ đại định họa là tu Bát Nhã Ba La Mật. Tu mười Phật lực họa, bốn vô sở úy họa, bốn vô ngại trí họa, 18 bất cộng pháp họa, vân vân là tu Bát Nhã Ba La Mật. Dẫn đến tu đoạn dứt phiền não tập khí họa cũng là tu Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, như thế nào mà gọi là tu sắc họa dẫn đến tu đoạn dứt phiền não tập khí họa là tu Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng niệm sắc thọ tưởng hành thức dẫn đến chẳng niệm tu đoạn dứt phiền não tập khí, đó là tu Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì có niệm pháp là chẳng tu Bát Nhã Ba La Mật, có niệm pháp là chẳng tu năm Ba La Mật kia. Này Tu Bồ Đề, còn chấp pháp là chẳng hành sáu pháp ba la mật, là chẳng có giải thoát, chẳng có đạo, chẳng có niết bàn. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là hữu pháp, thế nào gọi là vô pháp? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, hữu và vô đều là hữu pháp. Pháp có hai là hữu pháp, pháp chẳng có hai là vô pháp. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, sắc tướng dẫn đến thức tướng là pháp có hai. Nhãn tướng dẫn đến ý tướng là pháp có hai. Sắc tướng dẫn đến pháp tướng là pháp có hai.
Vô thượng bồ đề tướng dẫn đến hữu vi tánh tướng, vô vi tánh tướng đều là pháp có hai. Này tu bồ đề, pháp có tướng là pháp có hai, mà pháp có hai là hữu pháp. Đã là hữu pháp là có sanh tử, đã có sanh tử thì chẳng rời sanh già bệnh chết cùng các ưu bi khổ não. Bởi vậy nên biết rằng có hai tướng là chẳng có đàn ba la mật dẫn đến chẳng có bát nhã ba la mật, chẳng có đạo, chẳng có đạo quả dẫn đến chẳng có thuận nhẫn. Người thấy có sắc tướng dẫn đến thấy có nhất thiết chủng trí tướng là người chẳng tu đạo. Người như vậy làm sao được các quả thanh văn, được quả bích chi Phật dẫn đến quả vô thượng bồ đề, làm sao đoạn dứt được các phiền não tập khí. Luận: nghe Phật dạy, Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật mà chẳng thọ quả báo thế gian. Ngài tu bồ đề tự nghĩ rằng Bồ Tát tu nhân mà chẳng thọ quả, vì lợi ích lớn cho chúng sanh nên Bồ Tát chẳng thọ quả báo nhỏ. Nghĩ như vậy rồi, ngài bạch Phật: Bồ Tát thành tựu đại huệ, hành thậm thâm pháp mà chẳng thọ quả báo chăng? Phật dạy: ở nơi pháp tánh Bồ Tát thường bất động nên chẳng thọ quả báo. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ pháp tánh thật tế là rốt ráo không, là vô sở hữu, nên an trú bất động nơi các pháp tánh vậy. Ngài tu bồ đề hỏi: Bồ Tát bất động ở nơi các pháp tánh gì? Phật dạy: Bồ Tát bất động ở nơi tánh sắc, dẫn đến ở nơi đại từ đại bi. Vì sao? Vì do các chúng duyên hòa hợp mà có các pháp, nhưng các pháp đều chẳng có sanh tướng, chẳng có định tướng, chẳng có chuyển tướng, đều là vô sở hữu tướng. Do chấp có hữu vi mà nói có vô vi, nhưng hữu vi và vô vi đều là vô sở hữu. Vì sao? Vì chẳng thể dùng pháp vô sở hữu mà được pháp sở hữu. Chư thánh dụng vô sở hữu mà còn cho là vô sở đắc, huống nữa là khi dụng hữu pháp, cả hai chấp hữu và vô đều là lầm lỗi. Ngài tu bồ đề hỏi: pháp sở hữu có thể được pháp sở hữu chăng? Pháp sở hữu có thể được pháp vô hữu chăng? Pháp vô sở hữu có thể được pháp vô sở hữu chăng? Phật dạy: chẳng được vậy. Vì sao? Vì pháp sở hữu tựa như có sanh tướng mà còn chẳng có thể được, huống nữa là pháp vô sở hữu bản lai là không, làm sao có thể được vậy? Ngài tu bồ đề hỏi: nếu pháp sở hữu cùng pháp vô sở hữu đều chẳng có thể được thì chẳng có đạo, chẳng có đạo quả hay sao? Phật dạy: có được đạo, có được đạo quả, nhưng chẳng phải do các sự kiện nêu trong bốn câu trên đây. Vì sao? Vì bốn câu đó đều có lỗi, đều là hí luận, thì bốn hí luận đó tức là được đạo. Ngài tu bồ đề hỏi: thế nào gọi là hí luận? Phật dạy: quan niệm sắc thường hay vô thường đều là có lỗi. Vì sao? Vì thường có nghĩa là chẳng có sanh diệt, do thường mà nói đến vô thường. Phàm phu hí luận các pháp chấp thường hoặc chấp vô thường, cả hai chấp đều là lầm lỗi. Bồ Tát chẳng hí luận các pháp vì biết rõ các pháp do duyên sanh chỉ là giả danh chẳng thật có, do vậy mà chấp thường hoặc chấp vô thường đều là hí luận, đều là bất khả đắc cả. Do biết các pháp đều là vô tánh, là chẳng hí luận, nên Bồ Tát hành vô hí luận bát nhã ba la mật mà vào Bồ Tát vị. Ngài tu bồ đề hỏi: nếu hết thảy pháp đều là vô sở hữu tánh thì Bồ Tát hành pháp gì mà vào được Bồ Tát đạo? Phật dạy: Bồ Tát chẳng dùng thanh văn đạo, chẳng dùng bích chi Phật đạo. Nếu chưa đầy đủ sáu pháp ba la mật thì Bồ Tát chưa vào được Phật đạo. Bồ Tát phải khắp học các pháp, các đạo mới vào được Bồ Tát vị. Vào Bồ Tát vị rồi mà chưa được nhất thiết chủng trí thì Bồ Tát phải trú kim cang tam muội, dùng nhất niệm tương ưng huệ mới được quả nhất thiết chủng trí. Ngài tu bồ đề hỏi: làm sao biết được Bồ Tát khắp học các đạo rồi mới vào Bồ Tát vị? Phật dạy: từ sơ phát tâm Bồ Tát tu tập sáu pháp ba la mật, muốn được đầy đủ đạo trùng trí. Nếu đầy đủ đạo trùng trí mới vào được Bồ Tát vị. Vào Bồ Tát vị rồi, Bồ Tát lại dùng nhất thiết trùng trí để đoạn trừ các phiền não tập khí, được vô sanh pháp nhẫn vào học vị. Khi đã đoạn tận hết thảy phiền não tập khí rồi, Bồ Tát vào vô học vị, được mười trí phù lậu. Bồ Tát có được nhu thuận nhẫn nên lì được cả hữu và vô, diệt được các hí luận, được vô sanh pháp nhẫn mãi cho đến khi được quả vô thượng bồ đề, chọn chẳng còn sanh ác tâm. Bồ Tát có đại phước đức trí huệ nên dù vì lợi ích chúng sanh vẫn thường quán sanh diệt, chẳng sanh tâm sợ hãi như hạ nhị thừa. Bồ Tát có huệ nhãn thấy thật tướng pháp là bất khả đắc nên chẳng chấp vô thường, quán vô sanh diệt mà chẳng chấp vô sanh diệt. Bởi vậy nên Bồ Tát chẳng đoạn về thường cũng chẳng đoạn về vô thường. Bồ Tát quán các pháp tướng như niết bàn tướng,
Biết các pháp từ xưa đến nay vốn là vô sanh diệt, là rốt ráo thanh tịnh, bởi vậy nên thường mà còn chẳng chấp huống nữa là chấp sanh diệt. Như vậy là ở nơi các tướng Bồ Tát được bình đẳng, nên được vô sanh pháp nhẫn và Bồ Tát vị, đoạn phiền não tập khí, được nhất thiết chủng trí, độ vô lượng chúng sanh. Ngài Túc Bồ Đề hỏi, thế nào gọi là đạo chủng trí của Bồ Tát? Phật dạy, Bồ Tát trú trong vô sanh pháp nhẫn vào nơi thật tướng pháp, rồi từ nơi đây khỏi các âm thanh ngôn ngữ. Dù biết rõ các âm thanh đều như tiếng vang, nhưng Bồ Tát vẫn dùng âm thanh làm phương tiện nói pháp, làm lợi ích cho chúng sanh. Bồ Tát biết rõ chúng sanh trong các đạo, biết rõ căn tánh của chúng sanh, biết rõ nhân duyên quả báo ở đời vị lai của chúng sanh, nên dùng trí huệ bát nhã ba la mật soi sáng cho chúng sanh, đem ba thừa pháp giáo hóa chúng sanh. Ngài Túc Bồ Đề hỏi, nếu hết thảy pháp đều chẳng hợp chẳng tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, chẳng có tướng, thì đều chẳng thể thủ, chẳng thể xả như hư không chăng? Phật dạy, đúng như vậy, đúng như vậy. Vì chúng sanh chẳng biết như vậy, nên ta phải vì họ nói các pháp đều là tự tướng không, và vì họ phân biệt nói các pháp trợ đạo cũng dẫn đến vô thượng Bồ Đề. Các pháp trợ đạo chẳng hợp chẳng tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, là rốt ráo không, mà ta vẫn nói ra nhằm đưa chúng sanh vào thánh pháp. Đây là theo thế tục đế mà nói, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế. Bởi vậy nên Bồ Tát phải khắc học các đạo mới đầy đủ trí kiến. Vì sao? Vì biết lúc ban đầu gọi là tri, thầy biết đến chỗ rốt ráo, đến chỗ thâm sâu gọi là kiến. Hỏi, vì sao tri và kiến có nghĩa sai khác nhau như vậy? Đáp, có thuyết nói tri chẳng phải là kiến, còn kiến thì đầy đủ cả nghĩa tri và nghĩa kiến. Phải có tận trí, vô sanh trí mới có đầy đủ kiến thế gian. Có người nói kiến đế đạo là kiến thấy mà chẳng biết vô tri, định là thấy kiến, chẳng định là biết tri, vô lậu hoại mới có đầy đủ cả biết tri và thấy kiến. Trong kinh Chuyển Pháp Luân nói, biết khổ là tri, đoạn tập chứng diệt tu đạo là kiến. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, thế nào gọi là thánh pháp? Phật dạy, các pháp của cả ba thừa đạo đều gọi là thánh pháp, trừ thành văn, trừ bích chi Phật, trừ Bồ Tát, trừ Phật, ở nơi hết thảy pháp đều chẳng hợp chẳng tan. Các ngài biết rõ các pháp đều là vô sở hữu nên chẳng tham đắm, chẳng thương ghét. Lại cũng biết rõ các pháp đều là vô sắc, vô hình, vô đối, đều là nhất tướng, là vô tướng, nên biết rõ pháp vô tướng chẳng cùng pháp vô tướng hợp hay tan. Bồ Tát học bát nhã ba la mật như vậy, nên biết rõ chẳng có pháp nào có tướng khả đắc cả. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, như vậy Bồ Tát chẳng học các pháp tướng hay sao? Phật dạy, nếu các pháp có tướng thì mới nên học các tướng đó. Vì thật tướng các pháp là vô tướng, nên Bồ Tát chẳng học tướng cũng chẳng học vô tướng. Vì sao? Vì các pháp từ xưa đến nay vốn là nhất tướng, là vô tướng vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu các pháp chẳng có tướng cũng chẳng phải chẳng có tướng. Lại nữa, nếu tướng của vô tướng cũng là không, thì Bồ Tát làm sao có thể tu được bát nhã ba la mật? Làm sao có thể vượt qua hàng nhị thừa? Làm sao có thể an lập được ba thừa đạo? Phật dạy, Bồ Tát chẳng dùng tướng mà tu bát nhã ba la mật, vì tu bát nhã ba la mật là tu vô tướng vậy. Ngài Túc Bồ Đề hỏi, như thế nào mà gọi tu vô tướng là tu bát nhã ba la mật? Phật dạy, tu các pháp hoại tướng là tu bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì tướng hoại tức là vô tướng. Ở nơi tướng hoại thì tướng của vô tướng cũng bị hoại luôn. Ví như khi cỗ xe bị hoại thì tướng hoại của cỗ xe cũng bị hoại luôn. Ngài Túc Bồ Đề hỏi, như thế nào mà gọi tu các pháp hoại tướng là tu bát nhã ba la mật? Phật dạy, khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát chẳng niệm sắc dẫn đến chẳng niệm tu đoạn, dứt phiền não tập khí là tu bát nhã ba la mật. Khi hành năm ba la mật kia cũng là như vậy. Vì còn chấp pháp là chẳng hành sáu pháp ba la mật, chẳng có giải thoát, chẳng có đạo, chẳng có niết bàn. Tu sáu pháp ba la mật mà còn chấp tướng là chẳng phải tu sáu pháp ba la mật. Vô pháp còn chẳng chấp cũng nữa là hữu pháp, chấp có pháp chỉ là hí luận vậy. Ngài Túc Bồ Đề hỏi, thế nào là hữu pháp, thế nào là vô pháp? Phật dạy, hữu và vô đều là hữu pháp, pháp có hai là hữu pháp, pháp chẳng có hai mới thật là vô pháp. Ngài Túc Bồ Đề hỏi, những gì là pháp có hai? Phật dạy, nhãn và sắc là hai, vì lìa con mắt ra thì chẳng có sắc, và lìa sắc ra cũng chẳng có nhãn thức.
Hữu vi và vô vi là hai, vì lìa hữu vi ra thì chẳng có vô vi, lìa vô vi ra cũng chẳng có hữu vi, bởi vậy nên hai pháp chẳng rời nhau. Phàm phu do chấp có hai tướng tưởng đãi nhau như vậy, nên cứ mãi chìm đắm trong sanh tử. Do chủ trong hữu nên sanh tầm chấp, do sanh tầm chấp mà dấy sanh các phiền não, do bị các phiền não trói buộc mà chẳng thể thoát ra khỏi vòng sanh tử. Người chấp hai pháp chẳng thể được sáu pháp ba la mật, chẳng thể được thiên nhãn, nên chẳng thể được thật tướng pháp, dẫn đến chẳng thể được nhất thiết chủng trí. Hạng người này thầy có sắc tướng, dẫn đến thầy có nhất thiết chủng trí tướng là chẳng tu đạo. Như vậy làm sao được các quả thánh, dẫn đến làm sao có được quả vô thượng bồ đề? Hỏi: vào đảnh pháp chẳng còn thối chuyển, như vậy vì sao còn nói đến nhẫn pháp? Đáp: đảnh pháp là pháp ở bậc cao vượt lên tới đảnh, nhưng ở trong pháp thanh văn cũng như ở trong pháp bồ tát đều có nói đến đoạn đảnh. Đây là trường hợp tu lên đến bậc cao đó bèn an phận trú nơi đó, chẳng muốn tiến tu lên nữa. Hàng thanh văn nếu được đảnh pháp mà an trú nơi đây chẳng muốn tu lên nữa thì gọi là đoạn đảnh, bởi vậy nên phải tu lên nhẫn pháp. Có nhẫn mới tiến tu lên các bậc cao hơn. Có thể nói dù chậm đoạn đảnh, nhưng nếu tâm chưa kiên cố thì phải tu nhẫn. Có thể nói dù đã ở lâu trong chánh định, nhưng nếu chưa được vô lậu thì nay phải tùy thuận vô lậu mà tu nhẫn. Trong Bồ Tát Đạo cũng có trường hợp đoạn đảnh. Bồ Tát nào tu được địa vị thập tín rồi, biết mình chẳng còn chìm đắm trong ba cõi, đã được đầy đủ công đức rồi, mà chẳng tinh tấn tu thêm lên địa vị thập trú thì cũng gọi là đoạn đảnh. Phẩm thứ 75, tam thứ đệ học, học theo ba thứ lớp. Kinh: lúc bấy giờ ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, nếu có pháp tướng thì thuận nhẫn còn chẳng được, huống nữa là được đạo. Như vậy bạch Thế Tôn, nếu chẳng có pháp tướng thì có được thuận nhẫn chăng? Nếu tu tám địa, từ cản huệ địa dẫn đến bích chi phạt địa, lấy sự đoạn dứt phiền não làm nhân tu đạo, thì có đoạn dứt được phiền não chăng? Nếu do phiền não mà chẳng vượt qua được hạ thanh văn và bích chi phật thì làm sao vào được bồ tát vị? Nếu chẳng vào bồ tát vị thì làm sao được nhất thiết chủng trí? Nếu chẳng được nhất thiết chủng trí thì làm sao đoạn dứt được hết thảy phiền não tập khí? Bạch Thế Tôn, nếu chẳng có các pháp tướng thì các đạo pháp chẳng sanh, nếu các đạo pháp chẳng sanh thì chẳng có được nhất thiết chủng trí. Phật dạy: đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, nếu chẳng có các pháp tướng thì có thuận nhẫn dẫn đến có đoạn dứt hết thảy phiền não tập khí. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát có các pháp tướng chăng? Có tướng sắc dẫn đến có tướng nhất thiết chủng trí, tướng đoạn trừ phiền não tập khí chăng? Phật dạy: này Tu Bồ Đề, chẳng có vậy. Khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát chẳng có pháp tướng, cũng chẳng có phi pháp tướng. Đây chính là thuận nhẫn. Chẳng có pháp tướng, chẳng có phi pháp tướng, tức là tu đạo, cũng tức là tu đạo quả. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát có pháp là Bồ Tát đạo, Bồ Tát chẳng có pháp là Bồ Tát quả. Bởi nhân duyên vậy nên phải biết tánh của hết thảy pháp là vô sở hữu. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, nếu các pháp đều là vô sở hữu tánh thì vì sao chư Phật ở nơi vô sở hữu tánh đó mà được thành Phật, được tự tại ở nơi hết thảy pháp? Phật dạy: đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, hết thảy pháp đều là vô sở hữu tánh. Trước kia khi hành Bồ Tát đạo, ta cũng tu sáu pháp ba la mật, ly dục, ly ác, bất thiện pháp, có giác, có quán, ly sanh, hỷ lạc, vào sơ thiền, dẫn đến vào tứ thiền. Ở nơi các thiền, ta chẳng niệm thiền tướng, chẳng thọ thiền vị, chẳng đắc thiền quả. Tâm ta vẫn thường thanh tịnh, chẳng có nhiễm trước. Hành các thiền như vậy mà ta chẳng thọ quả báo. Đi nơi bốn thiền mà ta phát khỏi năm thần thông, nhưng ta chẳng niệm tướng, chẳng thọ vị, cũng chẳng thấy ta có đắc năm thần thông, dẫn đến chẳng có phân biệt các thần thông ấy. Này Tu Bồ Đề, lúc bấy giờ ta dùng nhất niệm tương ưng huệ, được vô thượng Bồ Đề, biết rõ bốn thánh đế, thành tựu mười Phật lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ đại bi và được thành Phật. Ta phân biệt rõ chúng sanh ở trong ba tụ gồm chánh định tụ, tà định tụ và bất định tụ. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, ở nơi vô sở hữu tánh mà Thế Tôn làm sao khởi được bốn thiền và năm thần thông cùng phân biệt biết rõ chúng sanh ở trong ba tụ? Phật dạy: này Tu Bồ Đề, nếu hướng các dục ác bất thiện pháp mà có tự tánh, có tha tánh,
Thì trước kia khi hành Bồ Tát Đạo, ta chẳng thể quán các dục, ác, bất thiện pháp là vô sở hữu tánh để nhập vào sơ thiền, dẫn đến vào đệ tứ thiền. Này Túc Bồ Đà, vì các ác bất thiện pháp là vô sở hữu tánh, nên ta mới tu được bốn thiền, năm thần thông, dẫn đến mới được quả vô thượng Bồ Đà. Luận hỏi: Pháp rốt ráo không chỉ có một nghĩa, như vậy vì sao Ngài Túc Bồ Đà lại nói nếu có pháp tướng thì chẳng được thuận nhẫn, chẳng được đạo, dẫn đến chẳng được nhất thiết chủng trí? Đáp: Tuy rằng pháp rốt ráo không chỉ có một nghĩa duy nhất, nhưng nghĩa ấy quá thậm thầm, khó giải, khó biết. Diễn nói nghĩa ấy còn rất khó, huống nữa là thọ trì và ý nghĩa tu hành. Ngài Túc Bồ Đà sợ người nghe khởi nghi tâm, nên đã nêu lên nhiều nhân duyên, đặt ra nhiều câu hỏi để xin Phật giải đáp. Các pháp chỉ có một nghĩa, vì sao Thế Tôn lại phân biệt nói có năm đạo chúng sanh? Các pháp là vô sở hữu tướng, vì sao lại phân biệt có ra ba thừa? Có pháp tướng thì chẳng được thuận nhẫn, như vậy vì sao nói tụ tám địa, từ Càn Huệ địa dẫn đến Bích Chi Phật địa mà có thể vào được Bồ Tát vị? Ngài Tu Bồ Đề nêu lên nhiều câu hỏi với nhiều ý nghĩa khác nhau, nhưng vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng có định tướng, nên Phật đều trả lời là như vậy, như vậy. Trước, Ngài Tu Bồ Đề hỏi về thuận nhẫn của Tiểu Thừa, sau Ngài lại hỏi về thuận nhẫn của Đại Thừa là Pháp của Bồ Tát, nên Ngài mới hỏi Phật. Khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát sanh Pháp tướng chăng? Phật dạy, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng sanh Pháp tướng, dù là hữu tướng, dù là vô tướng. Vì sao? Vì thấy hữu thấy vô là thấy hai tướng, nên là có lỗi. Bởi vậy nên ở nơi hết thảy Pháp, Bồ Tát thuận nhẫn chẳng sanh Pháp tướng, như vậy là tu đạo, cũng là tu đạo quả. Hành Bồ Tát đạo là hành hữu pháp, mà đạo quả lại là vô pháp, hữu pháp là hữu vi, vô pháp là vô vi. Như vậy là Bồ Tát đoạn các phiền não là hành hữu vi, nhằm thành tựu thánh quả là vô vi. Có thuyết nói năm ba la mật kia là hữu vi, Bát Nhã Ba La Mật là vô vi, hữu pháp và vô pháp đều là quả của Bồ Tát. Có thuyết nói tướng trí huệ là hữu pháp nên gọi là đạo, như pháp tánh thật tế chẳng theo nhân duyên sanh mà thường có nên gọi là quả. Ở nơi bình đẳng tánh thì đạo và quả là thường có và chẳng sai khác nhau. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu các pháp tánh là vô sở hữu, thì Phật làm sao ở nơi vô sở hữu mà được chánh trí, được vô thượng Bồ Đề? Phật dạy, đúng như vậy, đúng như vậy. Do nơi tánh vô sở hữu mà ta có được trí huệ, tạm đoạn được các chấp, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Phật lại còn đem mình ra làm chứng và nói rằng, trước kia khi hành Bồ Tát Đạo, ta cũng tu sáu ba la mật, ly dục, ly ác bất thiện pháp, có giác, có quán, ly sanh hỷ lạc vào sơ thiền, dẫn đến vào đệ tứ thiền. Phật dạy, khác hẳn với hàng ngoại đạo, ở nơi các thiền ta chẳng đóng thiền vị, chẳng sai nhiễm tâm, chẳng thọ quả báo, y theo bốn thiền mà phát khởi năm thần thông, dùng thiền nhãn thông thấy rõ tâm niệm của chúng sanh nhằm độ thoát họ ra khỏi các khổ, rồi ta khởi lậu tận thông, dùng một niệm tương ưng huệ được vô thượng Bồ Đề, các khổ đã tận, các đạo đã thành, thông suốt được cả bốn thánh đế, nên ta được đầy đủ 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ, đại bi, an trú trong các thần thông. Ta phân biệt rõ chúng sanh trong ba tụ để vì chúng sanh thuyết pháp. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu các pháp đều là vô sở hữu, thì làm sao Phật có thể khởi 4 thiền, được 5 thần thông, biết rõ chúng sanh trong ba tụ? Phật dạy, nếu các dục ác, bất thiện pháp có tự tánh, có tha tánh, thì trước kia, khi hành Bồ Tát Đạo, ta chẳng thể quán các dục ác bất thiện pháp là vô sở hữu tánh để vào sơ thiền, dẫn đến vào đệ tứ thiền. Vì dục ác bất thiện pháp là vô sở hữu tánh nên ta mới tu được bốn thiền năm thần thông, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Nên biết pháp tánh có hai phần: tự tánh và tha tánh. Tự tánh là tánh của tự thân bất tịnh, tha tánh là tánh của ngoại vật trang nghiêm thân. Tự tánh cũng như tha tánh đều là vô tướng, là hư dối, là nhân sanh năm dục dẫn đến khổ đau. Khi Bồ Tát quán năm dục là không, là tánh vô sở hữu, thì vào được sơ thiền khiến các dục ác bất thiện pháp chẳng còn khỏi ác tánh, khiến tự tánh và tha tánh đều rốt ráo không. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu các pháp là tánh vô sở hữu, là tánh không, thì Phật làm sao được tự tại ở nơi các pháp? Phật dạy, do bốn thiền mà ở nơi các phiền não ta được giải thoát, do năm thần thông mà ở nơi các pháp ta được tự tại. Ngài Tu Bồ Đề hỏi,
Bốn thiền và năm thần thông là hữu pháp, sao lại nói bốn thiền năm thần thông đều là tự tánh không? Nếu là tự tánh không thì làm sao tu bốn thiền năm thần thông mà được tự tại? Phật dạy, ta quán bốn thiền và năm thần thông đều chẳng có định tướng nên chẳng chấp. Vì sao? Vì bốn thiền cũng như năm thần thông có vô lượng tướng nên phải xả các tướng ấy mới được vô thượng Bồ Đề. Khi vào sơ thiền phải ly dục mới vào được tánh vô sở hữu. Đây là nhân tu dẫn đến quả chứng. Nhân và quả đều là tánh vô sở hữu. Thiền là tự tánh không, vô thượng Bồ Đề là tự tánh không, hết thảy pháp đều là tự tánh không. Tu như vậy là chẳng có gì ngăn ngại, nên ở nơi các pháp ta đều được tự tại. Hết quyển 86.